Hello, xin chào cả nhà. Một quân cấp anh em sống chết thế nào đây? Nó nghĩ rất mùa quân cấp anh em đã bị sụng nhiều quá. Có vô vòng trong này dễ chơi hơn nè anh em. Gần bản gói não quá. Từ dưới thì không dám nằm, từ trên thì nó bị gãy. Rồi lâu lâu đi con cá một bữa cũng bị gãy luôn rồi nè. Chết dữ chưa nè. Lâu lắm rồi mới đi, thỉnh thoảng mới đi chơi một lần nha anh em. Tại vì khi mấy anh em kêu không có ra clip cho anh em giải trí rồi. Thường xuyên thì bây giờ không có chơi rồi nha anh em. Nghĩa là bây giờ ít có đi ra tiệm bắn hết lắm anh em. Lâu lâu đi để quay video cho anh em coi giải trí tí thôi. Ủa nó ra đạn thử rồi bắn ra năm cái viên hết rồi trời ngộ vậy. Tôi mua mày này rõ là đủ tiền luôn. Các bạn làm mấy video là chi tiền này. Mới bật ra các bạn. Ồ bữa nay giờ tao thấy cũng được ha, để giữ điểm nè anh em. Mới vô làm luồn tuôn không chết con nào, nó cũng giữ điểm. Chơi bóng cỡ này là mình chơi nó ổn hơn rồi nè anh em. Nó vô vòng này nó chơi nó đá, nó không có chữ nghĩa, mình chơi ok hơn. Chơi vòng bảng chơi giỏi quá. Không phải tại là dễ chơi nhất, nhiều người thích nhất. Còn anh em nào mà có cái cách chơi mà mình để ra một cái cách nào mà để ổn áp hơn á anh em, nên chia sẻ quá trời nó không có giới thiệu. Ừ, không anh biết không, bạn 1.000 mà nhân 2. Trời ơi, bạn ăn thưởng nha, không chết tiền đen cho gọi là cùng đánh nhau kiếm tiền. Con đi xe 1 triệu điểm mà bắn đủ. Còn anh em nào mà muốn học bắn cá thì liên hệ với bạn học trong nhóm. Không ăn đi người của mình con rồi. Cho mình bắn cá không thằng đại. Oh yeah. Ôi gần 13-90 mà còn lỗ điểm vậy anh em ghê chưa. 13-30 này được đầu 6. Ừ nó lâu quá không chơi cầm cá hết được rồi. Tính ra bộ 3-3-3-9-10 chết là bộ 3-3-30 ra là được nào cũng chết á. Thì khi bộ 3-6-10 ra khó chết thôi. Lâu quá chơi cầm hết được. Ồ, nó đi lượt 2 không chết luôn mà chạy nó luôn. Nãy giờ chết cá con không á nè. Lỗ điểm.
kính thưa các loại trò chơi. Chơi giải trí là nè, chơi cơm gạo. Khi nào có kinh nghiệm rồi đó thì mình đã chứ đừng có vô chơi sẵn anh em. Khi mình vô mình chưa có biết nó làm sao mình chơi nó. Khi mình không có biết canh cầu đâu á, mình nên theo dõi cầu đồ ổn áp một tí rồi mình hãy chơi nha. Còn đá gà thì mình thua, nhìn con gà là không biết con gà nào anh em, chỉ biết ăn thịt gà thôi. Chơi mình chỉ lên thỏng với sóc đĩa thì thỉnh thoảng tài xỉu sóc đĩa cũng có chơi mà ít lắm. Mình thích nhất là đánh bài ba cái đát với bắn cá. Nuốt quá ta. Để chơi cho tiền đỏ 50 rồi không bằng sao nổi. Đấu đen trả điểm rồi, không trả điểm thì nó gom hụi, nó gom hụi chết cái đi ra khơi luôn. World Cup năm nay là châu Á lên ngôi nha anh em. Anh em nào biết phân tích kèo bóng rồi đó lên nhóm phân tích chia sẻ kinh nghiệm nha. Kèo thơm rồi chia sẻ cho anh em ra theo. Mình thì mình đặt theo cảm tính thôi. Hầu như là mình thích đội châu Á cho nên là mình hay theo châu Á. Chứ mình không có gọi là cầu thủ nào, cầu thủ nào sao chạy bò đó. Nói chung cái kèo ra vậy, thích bên nào đánh bên đó thôi. Mình bóng là mình cũng không có chuyên lắm anh em. Còn anh em mà lên bán cá hiện tại, anh em nào muốn chia sẻ kinh nghiệm riêng alo tôi gọi điện tôi hướng dẫn rồi. Bán cá hàng dài tôi bắn khéo lắm nha. Để hôm nào rảnh rảnh tôi làm một cái video bán cá cho trực tuyến cho anh em coi. Hơi khó cá là vậy nè anh em. Anh em chơi sao thì tôi không biết nha. Nhưng mà một ngày tôi vô đi chơi bắn cá đó là không dưới, nói chung là không dưới 50 lần. Mà mỗi lần vài phút à. Dữ lắm là 10 phút, 15 phút, thường là 2-3 phút là nhiều, 3-4 phút là nhiều. Vô cái mình mà canh mà thỉa là ví dụ như bắn đạn 10, đạn 20 mà đạn 10 thì ăn cỡ 2-3 triệu là mình hao liền. Ví dụ như mình thua mà 1-2 triệu, 2-3 triệu thì nhóm mình đạn 20 ở đâu cũng phải rõ được không? Một vài cá về tiền hoặc là lời hết vài trăm ngàn là bắt đầu hao. Chút nào là cũng khác anh em. Cái đó là cái kinh nghiệm bắn cá trên trực tuyến của mình nha. Sẽ anh em nào mà có cùng đam mê thì nghiên cứu nha. Còn mấy anh em mà chưa chơi á,
anh em lên Google anh em gõ cái nó ra lên ảo nhiều lắm nha. Nó để vậy đó nhưng mà vô là mình đặt ở phần mô tả với phần bình luận nha. Có vấn đề trục trặc gì đó thì anh em cứ alo mình hướng dẫn hỗ trợ cho. Yeah, 150 đi. Có vốn tối đi qua ta luôn. Trước mình có cái ông anh nói chung là cũng là mấy anh em mà xem kênh của mình á, không phải cái chương trình này nào của tụi mình từ Sài Gòn nha anh em, xuống Cà Mau mình dắt cho đi chơi ở đây mình ở tỉnh cho nên cái điểm nó rất là rẻ nha, 1.000 điểm vậy là có 10.000 à, mà ông bán một chút xíu ăn gần 20 củ anh em. Tin không? Một chút thôi. Bắn ăn điểm đó xong rồi chở ổng qua điểm khác, nó mới nói liên hệ nhau không cho chơi luôn em đuổi. Xong rồi dắt ổng ra quán, hai anh em làm vài que xong rồi đưa lên xe dọc về Sài Gòn lại luôn. Không ở lại đêm nào hết. Tại vì không ai cho chơi nữa đó nè. Như mấy thằng mở máy anh em người quen biết của họ nên đó thì nó nên là nó liên hệ nhau á, không cho chơi, không bắt trình thì con đen nữa là đi mua thùng bia con già tối nay ngồi coi đá bóng luôn nha. Chết mẹ rồi, gớt mắt thùng bia con già rồi. 28. Nay tiên đen nữa không chết luôn trời, tiếu này chứ còn cho chết cá con ơi. Chỉ được mấy con tiên điên tôi kiếm thùng bia con gà kỹ lên những người đó, tôi tìm tiền nó là không được hết. Chào bà cháu ơi, đồ không có vừa vô con chạy ba tám trời chúa nè, chùa nha. Đồ. Tự nhiên mình chết luôn không? Cái thùng bia con gà đó nó nghỉ chết rồi anh em. Chết lại rồi đó.
cá băng nữa đen gì coi ơi, vừa mới nói 130 đi. Trời ơi má ơi, con băng của bệnh viện. Dạ không cho rớt luôn. Đen nè, trả điểm là đen. Không mà thật sự mà nói đỏ đỏ trời ơi má ơi, cái máy gì đâu mà nó nhăn kinh khủng kia, tiên thì 50 bằng có 66 rồi. Còn kiếm điện đi nhậu qua đây bằng nè đó con là có tiền mua bia với gà nhậu anh em ơi, nhậu coi đau bóng hết da cũng phải nhăn như vậy nè đúng không, đó đập tròn luôn thịt luôn con này, con đen luôn. Thôi lời 150.000 điểm nha em, cũ gửi dư tiền nhậu anh em ơi, nhậu tối coi đá bóng rồi quá em, hai mày chiếu quá đẹp anh em ơi, ăn con đỏ có tiền bắn con đen nha anh em. Trời ơi còn cái đuôi nó vẫn chết đó, biết cái bài chiếu đó, nó cho ăn lắm mà trời ơi 50 luôn kìa, tiết kiệm dữ má. Còn cái đuôi lôi lại không, thôi ăn con chiếu trước đi rồi nó không dính đạn luôn. Mà ăn đỏ nữa không no nha anh em, chơi lại từ đầu. Mấy cái clip sau này là đường link mình vẫn để phần mô tả với cái phần bình luận hết nha anh em. Anh em nào mà chưa có đăng ký thì cứ vào đó đăng ký, đang còn chương trình khuyến mãi nha. Đó, quá ngon. Chiếu này nữa nè.
chơi ăn chiếu không? Ở cho các con vậy là không có sợ lỗ anh em, đường nào lỗ nữa nha. Đó có vốn mai mốt vẫn chơi tiếp chứ anh em, chúng tôi đụng chân nào để chân đó là chết luôn á. Giải trí chứ cũng đuối lắm à. Cho bộ ba nè, bộ ba 90. Ờ, chọc quá đẹp anh em ơi. Tuyệt vời ông mặt trời. Bộ ba này đường nào chạy? Lắm mà. Thịt con đen nữa chai tiêu luôn nè. Con đen nữa nghỉ luôn nè đen ơi. Khó chơi quá anh em ơi. Đỡ. Cho ăn cá con là không bao giờ lỗ. Đây, đang kiếm mình nè, ăn cái bộ ba trước cái vấn đèn nha. Đồ ba trồng quá. Phật đen ơi. Thôi ăn đỏ gọi luôn rồi, nó chụm lại qua màn, tiếc lắm. Cái đầu trâu. Gắn kiếm gỡ lại 300.000 điểm rồi mấy bữa trước nha anh em. Con vốn mai mốt giờ mai chạy lại chơi tiếp cho anh em coi nha. Lúc này là nó mở cửa công khai rồi. Cà Mau hạ nhiệt rồi anh em. Con lời nha. Quá đẹp. Đuôi đỏ được không? Không cho đụng luôn rồi anh em ơi. Âu qua què đèn lại rồi anh em ơi. Cái con màn này nó chậm chết lại rồi. Mình bắn từ từ lại nha. Các con mà nó chậm chết mình bắn xả đạn là chết với nó liền á. Đây, đen. Con chậm chết thì nó trả con đen đúng không anh em? Trời ơi, ngựa này 8 nữa. Đen ơi là đen. Á tinh thiệt anh em ơi. Ủa ghê quá. Ba nè, nãy giờ mình nuốt nhiều điểm lắm rồi đó, 360 rồi.
trời ơi, nãy giờ nó nuốt biết bao nhiêu điểm luôn đó anh em.